Và để tiếp tục chương trình thì Vũ Minh Phương lại xin mời thí sinh Nguyễn Huy Hoàng với nhạc phẩm Biết Bao Giờ Trở Lại của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Em xin trân trọng kính chào ban giám khảo, tất cả quý vị có mặt ở đây, cũng như là quý khán giả của Global TV. Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi, biết bao giờ trở lại. Sài Gòn ơi, sao em còn mãi trong tim tôi? Ôi những con đường ngày nào còn nghe lá rơi, nụ cười còn tươi nét môi, nay áo màu phai úa rồi. Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi, biết bao giờ trở lại. Hỏi lòng nhau, cơn mê nào xóa đi thương đau. Ôi những con đường ngày nào còn nghe lá rơi, nụ cười dòng sông vẫn vương để nhớ thương lệ mắt buồn. Tôi vẫn mơ thành phố cũ lối xưa em về, dù hồn nghe tái tê tìm đâu như những cơn mộng mê. Một ngày nào đó như cánh chim bạt gió, tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại để cùng em dòng chơi tìm những cánh sao rơi, cho tiếng hát buồn ngày nào về trên nét môi, nụ cười còn vang nét tươi để nhớ thương lệ mắt buồn. Một góc
cảm ơn giọng ca của em. Và xin kính mời ca nhạc sĩ Diệu Hương. Diệu Hương rất là vui để được nói đầu tiên trong trong cái lời phê bình này. Đang ngồi một cách bình thường như vậy, tự nhiên Diệu Hương phải ngửa người ra để mình thưởng thức được trọn vẹn hơn. Thật sự mà nói, đây là một tiếng hát tuyệt vời mà Diệu Hương được nghe. Và cái mà Diệu Hương nhận thấy cái tuyệt vời ở chỗ là Huy Hoàng có những chữ thơ nhẹ mà đến độ người ta phải thót cái tim lại. Đó là sự thành công. Đôi khi có một tiếng hát nó hoàn hảo quá, nhưng họ không chú ý những cái tình cảm đưa đẩy trong cái câu hát, thì nó không dẫn đến những cái rung động cho người nghe. Mà hôm nay thì Huy Hoàng lại làm được điều đó. Và thật sự Hương rất là xúc động khi mà Hương nghe cái bài hát này. Hy vọng rằng tiếng hát của em sẽ còn đi xa hơn nữa. Và một ngày nào đó, không phải là dự thi cuộc thi hôm nay, mà là đứng trên một cái sân khấu đã đúng nghĩa của nó. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn lời phát biểu của ca nhạc sĩ Diệu Hương. Và kế tiếp cũng xin mời ca nhạc sĩ Vũ Anh ạ. Từ nãy đến giờ tôi được thưởng thức một giọng tenor. Khi em hát những cung cao, tôi cảm thấy tôi đã cái tai của mình, là vì đòi hỏi phải như vậy, bài hát nó mới được supporting một cái hơi tốt. Em đã làm được điều đó. Và tôi tin rằng nếu em chịu khó tập một cách liên tục, tiếng hát của em rất có nhiều triển vọng còn tiến xa nữa. Và cố gắng tập, chuyện gì trên đời này cũng không có thể nào mà thành công được nếu thiếu sự tập dượt. Cảm ơn em. Xin cảm ơn ca nhạc sĩ Vũ Anh. Và xin mời giám khảo ca sĩ Ngọc Hà. Huy Hoàng hát bao nhiêu lâu rồi? Dạ em hát hồi em 10 tuổi. 10 tuổi, tức là bây giờ hát được bao nhiêu năm rồi? Dạ hát được gần 30 năm rồi ạ. 30 năm. Một cái giọng hát mà khi mà diễn tả được cái tình cảm, em hát rất là tình cảm, diễn tả được cái tình cảm cũng như hát nốt cao hát được, và ngay cả xuống thấp, em xuống thấp cũng rất là nhẹ và êm. Cái giọng hát như vậy không phải là một sớm một chiều tự nhiên có, thành ra là chắc chắn là cái giọng hát này phải hát lâu, hát nhiều rồi. Và giọng em tốt, tình cảm có, lên cao được, xuống thấp được, tức là cái tầm hát được, cái tầm hát của mình nó được rất là rộng, cái voice mà cái range của mình nó rất là rộng. Như vậy thì mình hát được những bài có thể là khó mà ít người hát mà mình vẫn hát được, đó là một điều rất là quý, rất là hiếm. Và với tiếp tục cái đà này, tiếng hát của em rất là có nhiều triển vọng. Chúc mừng. Xin cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn em. Và trước khi giới thiệu đến thí sinh kế tiếp thì Vũ Minh Phương cũng xin nhắc nhở với các thí sinh rằng nếu các thí sinh nào muốn liên lạc với ban tổ chức thì xin thí sinh vào trong website câu lạc bộ tình nghệ sĩ.com. Và nếu các thân hữu như quý khán thính giả ngày hôm nay muốn bầu chọn cho các thí sinh thì xin kính mời các quý vị vào trong email về địa chỉ bầu chọn thí sinh @yahoo.com. Bầu chọn thí sinh @yahoo.com để chúng ta có cái kết quả mà quý vị đã nghe được ngày hôm nay.